Đấy, mẹ con Kiki của mình bé đang buồn ngủ. Rồi, mình xem bé Bắn đi hốt đâu, ở đây rồi. Bé Bắn đi hốt bé đang ở chỗ cái quả bí ngô. Các bạn xem video trên kênh Kitten Meo VN này thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ channel của mình nhé. Kinh tiến lại gần, quay bạn Bunny Hope. Bunny Hope bạn đang ngon men là của bí ngô, không biết có ăn được không đây. Chắc là không ăn được đâu, lại nó phá vỏ dày cực kỳ luôn.